Xin chào anh em, mình là NNS. Mấy ngày hôm nay có một số bạn gửi câu hỏi về cho kênh là: anh ơi, dạo gần đây máy em bị tình trạng phun ổ C, thì anh có cách nào tư vấn cho em với ạ? Thì mình làm video này để chia sẻ cho các bạn một số cách để lấy lại dung lượng ổ C. Cách thứ nhất, các bạn ấn tổ hợp phím Windows R. Các bạn gõ phần trăm tem phần trăm, nó sẽ ra như thế này. Các bạn chọn tất cả Ctrl A và ấn Shift Delete Enter. Khi màn hình hiện lên thông báo như này thì các bạn có thể ấn Skip. Có một số file nó sẽ không xóa được như này thì bạn ấn vào trong, mở file, mở thư mục đó ra, cũng sẽ chọn xóa tất cả. Như vậy là các bạn có thể xóa được. Ctrl A, Shift Delete và Enter. Continue. Ctrl Shift Delete và Enter. Và các bạn cứ làm như vậy để khi nào xóa hết thì thôi. Đó, như vậy là các file này bạn có thể xóa được. Ok, đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai, bạn vẫn ấn tổ hợp phím Windows R. Các bạn có Recent Place. Đây là gì? Đây chính là thư mục mà chứa các file bạn các bạn truy cập gần đây. Các bạn cũng ấn Ctrl A và Shift Delete đi cho mình. Xong. Cách thứ ba, các bạn có thể ấn tổ hợp phím Windows R. Gõ Prefetcher. Ok. Đây chính là thư mục chứa các file rác trong vòng 3 tháng gần đây của bạn. Các bạn ấn Windows A, Ctrl A và Shift Delete cho mình. Trên đây là ba cách đơn giản để lấy lại dung lượng ổ C cho các bạn. Ngoài ra, bạn còn có thể phân chống phân mảnh ổ cứng hoặc chia lại phân vùng để tăng dung lượng cho ổ C. Tuy nhiên, hai cách này khá phức tạp nên mình sẽ thực hiện tại một video riêng về hai cách này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.